viết bài văn miêu tả một cây mà em biết qua phim ảnh, sách báo. Bài viết: quả nhót là loại quả hết sức quen thuộc với những bạn nhỏ giống như em. Nhưng phải đến khi được xem trên TV thì em mới được biết đến hình dáng và đặc điểm của cả cây nhót. Nhót là cây thân gỗ, rất cứng cáp và chắc chắn, nhưng nhìn qua thì khá là nhỏ bé so với các cây ăn quả khác em vẫn gặp. Nếu cây mít, cây khế lâu năm thì cái gốc phải lớn như bắp đùi, thì cây nhót khi đã ra được vài vụ trái cũng chỉ lớn bằng cổ tay. Điều em bất ngờ hơn nữa chính là số lượng cành và nhánh của cây nhót. Chỉ từ một thân chính như vậy, cây mọc ra rất nhiều cành con. Đã vậy, các cành này còn mọc ra rất dài rồi đẻ thêm các nhánh nhỏ khác, nhiều đến mức nó tạo thành một tán nhót khổng lồ xa xuống cả mặt đất. Nhìn từ xa, nó tùm như một cây bụi khổng lồ. Có một điều thú vị ở cây nhót là thân cây và cành của nó khá nhỏ và dẻo dai. Thì ngược lại, lá nhót có kích thước khá to lớn, nó có hình dáng và lớn như lá xoài, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Điều đó càng thú vị hơn khi những trái nhót dù đạt đến kích thước tối đa thì cũng chỉ bằng chừng 1/5 hay 1/6 chiếc lá mà thôi. Đã thế, lá nhót còn mọc khá dày, chen chúc khắp cành. Có lẽ vì vậy mà khi chín, các trái nhót nỗ lực đỏ tươi hết mình để người làm vườn có thể tìm thấy chúng. Trước đây, em luôn nghĩ rằng quả nhót bé như thế thì cây nhót chắc cũng lớn như cây ớt mà thôi. Nhưng thật không ngờ, nó lại có kích thước đồ sộ đến như vậy. Quan sát cả khu vườn lớn với rất nhiều cây nhót và cả những giàn đỡ cho cành nhót nằm lên, em lại càng bội phục những người làm vườn. Họ đã bỏ ra nhiều công sức, thời gian để chăm sóc cây nhót. Với một rừng cành lá chi chít như vậy thì việc thu hoạch nhót cũng chẳng hề dễ dàng và nhanh chóng.